Thì nông ấy mà nì mà nâng ải em là sọ quam thai đâu đó. Ải nâng ấy lại quam khắp nâng ải mớ. Lấy đâu đó ấy lại tướm mớ cái những ải đặt chế lôn bái tư ba ải đã khắp đó thảo kế đó cả bơm bơm mít xuyên có cả bơm bơm mòn bơm mít hời đâu là ải chế lôn thôi nó phía nông nữa bái tắc nó bái tắc mơ kỳ ải cả lôn ở khỏi phăng ấy đâu mòn hành bơm bé mưng mở khai lo chứ dốc chứ dáng thôi cái mà ải đó chứ mít chú khót phía nông ấy ở ải tố hờ hờ lu làm phăng ấy ải tôi bây giờ mình là bà khắp đó là chứ đây sao mà mình yếu đâu bức thư cái sự có ảnh đấy ở này ai luôn đây phòng sang ở đây ờ đây này chỉ sọt tắc ta biết non lạ ba thì là chỉ sọt tắc bé chẳng may cản không tắc đúng cả nữa chẳng bởi muốn tắc ta xiển bởi dân hiện đang con chúng bỏ tao lạng bàn bà quân bàn bốc quân ngồi sạch sẵn qua đúng đúng hoàn phổng hà mày với nó nắng tín sẵn qua nhắn tàu cứng chua hát xá biển bốc hơi chứ chứ ngào tòn sẵn qua đứng đứng cái hát dòng chẳng dâm cái máy bỏ lô mết qua nhắn tàu cứng làm điện học cho ép sử dụ chứ tiền của họ đi đàn bà xe giá giọt mòn mùa được kiểm bái mết qua nhắn tàu cứng những chai xá biển khánh thương nó nả ủ vị chuyển cuốn ta tiền tù bóng ná mết qua nhắn tàu cứng kiểm mua cũng già cũng quan đường màn thành quang thì vẫn phản phái ô phá được giống khẩu miếng quang đứng đứng bé hát sầu và thành phát đánh chụp vừa áo hay đồ khử phước vừa mới đi chụp màn bầu miếng quang nhắn có phương đáo nồng khẩu đủ quá bé sắm nhắn có phương nhóm trẻ và răng đình cũng bài nuốt nó đi sầu có đứng đủ là mất phải quế bán tà chẹp sang quang những tổ hôm mấy xiềng khám đi thì tí say già thôi đi cháu có đứng về má khám già chú quân hãy hảo tự tự tủ mấy đẹp ngựa tự tin cân nhắc thầy các bảy má vô phòng về bắn đại càng hôm qua tìm món phản phạt chân chơi với khát cốt tồm giòn đón xế cánh cuốn phản bữa mỗi dịp phải chân chơi chú xí còn khát thôi đi những tổ vương ý khải hãy chạy đi với quán ngày hai chương chứa tải máy bay với ạ đúng đúng sẵn qua sau có xung chờ đẩy chú phố nâng bốn nhưng tôi cũng dốt khẩu chú cùng hiệu phá phú khiếu hóa đi sau có một dịp phái phở đèn ốc quán làm đẻ sẵn qua chú mẹ hỏi hôn nằm ốc ốc khiếu nhau nhưng tôi cũng bản nghề phong bọn đứng khắp sau có nhắn sắc đẹp chú mười ba chân chờ con nó qua nhưng tôi những trái tuổi sói bọn vàng táo sao báo ỉ muôn mùa mấy ông cam xế chiều cháu có biểu khẳng kiểu có cũng là máy cháu có xài tính tàu chú ngư bốc bấy xe mưa qua nhắn tàu hư sư hư bố hô ấy nhắn tàu chủ khen xuẩn tỉ vũ ba bà nhắn tàu phương ả ghiền quản tư tư văn nghe bộ chính trị quân đội xuất bộ chính trị quân đội xuất mỹ ảo mương hả đê cháu có những hắn tổn hóa lá son chính cháu có bức kính sạch sang pha hát nó xứ sống hàng qua nhắn to vẫn cùng ăn cá kiến chỉ bổ tôi thấy là chúng mình sao khổ gắn với đứa bỏ sòn dừng nhắn to đúng chủ nhiệm đứng quán nó đi họ mất bảy đúng kế toán sao đứng phần chia cháu có đứng phần chia mất tiền sổ cháu có bức tiền sổ hát cho khỏi nhắn cuốn tay quá nhắn to à cứ chưa thả chưa của chú bọc phát đứng đứng nhắc chờ bàn chú chứ khâu khâu nhắc cho tuổi nóng nọ cả tuổi nóng nói bán chát bán bì hồi ngăn mặt xèn đấy bán kén hoặc có biển bèn xẻng bụi sáng áp giả như sáng mang tiền chân má biển chảo những cá tàu nóng nói thật mà nhắc chú đi sáng nông kiểm quá nhắc chú xẻng chúng ta biết chú đi sáng năm bó mết quá ăn là tắc mà giảm cần cố khẽ giảm khẽ muôn thế này. Đây là. Nghe giảm mà nghe giảm mình mà. Nghe giảm quá. Ta giảm phá và sẽ mít khuyết cho mình ngã. Ta mà đúng mà ảo mà đúng cho hết tín hình. Ta những lòng chào gọi làm nông đạc phi đạc cho ba hết. Với hả đúng tôi khói tín. Ta những tàu phi đạc bất tiền sử khẩu mấy trông tuổi ta nghe chép nhùm. Ta mà đồn kết em mới chắc chắn chả sẽ nghe nữa. Chạy tối hiện kém phim mà hà đồn đứng và thương đứng xỉa xoáy ăn kinh quạt đà
có một bà chỗ gần đó chỗ đúng trong chỗ nhùm làm cảnh hướng nắm mà mình chưa mới chèn tuy đẹp tật đầu tư càng chèn tử hôm đã vào phòng giúp ban và đại đảng sướng sàm chân và mắn mặt ca nghe quản phương tán giảm thế nế từ mà cả hai bố bỏ nhuận lẩu thì sau cả hai xin nó bỏ nhá khái tìm lại nói cả hai coi hát coi tay mang thì cho hai mi bỏ gần nhau đâu chứng là mang nghe hát với hát cảnh với chưa tuyển kèn tên cảnh với chưa nặng quán bàn bàn suối với chưa khót bá rồi vì nói sơn giới vì nói đó mới ngạc bá cửa mi vì nhớ đó mới anh mới cả ta đeo ở khuấy cửa mi hát cảnh nặng mấy má ngoài trời thì hát cảnh đó tiểu sơ nghe nhóm quá tiểu khốn nhóm cái tiền muốn sầu la rồi quá nhưng cũng bài làm cảnh hướng nắm nổi môn chú mới chèn em đã đọc tang chém từ hôm nếu anh đi đụng cái xe đó nghe này sàn một mẹ đã đó tiếp các cái đụng chưa sàn phớt nào mẹ đã đó hám quan trừ phát đó từ ba là quân từ sau nhím cả hả hú đối với thế này ấy là kiểu phần nhím cả hả hú sàn phớt sàn pha sát sàn phớt nhé sàn 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 phớt là màn khẩu quán phở mà uống tù đâu tàu giam nó đã đó với xiềng mới xiềng mất tiền xe tàu khẩu mấy số cửa tăng chết nhung phải phá cái mà đó.